Cách Lido Sài Gòn khoảng 15 phút lái xe là một thành phố biển năng động, Huntington Beach, với biệt danh thành phố lướt sóng nổi tiếng tại Mỹ và trên toàn thế giới. Năm nay là lần đầu tiên sau đại dịch COVID, Đại hội lướt sóng thế giới vàng US Open of Surfing được tổ chức với sự tham dự của nhiều vận động viên chuyên nghiệp từ các môn thể thao hành động đến từ khắp nơi trên thế giới. Cùng với các nhà tài trợ và công ty mỹ phẩm, trang sức, quần áo thuộc giới thể thao hành động. Lễ hội này hoàn toàn miễn phí cho công chúng. Nó là một lễ hội rất đặc biệt so với các lễ hội khác trên thế giới. Đây là một đại hội thể thao hành động lớn nhất thế giới, nổi bật với lướt sóng, trượt ván gỗ, xe đạp tạo hình BMX. Những môn thể thao này là thể thao của Thế vận hội Olympic, cho nên đây là cơ hội để được nhìn thấy các siêu sao thể thao mà bạn có thể nhìn thấy tại Thế vận hội Paris 2024. Đại hội kéo dài 9 ngày từ 30 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8, trong khuôn viên 18 mẫu trên bãi biển Huntington Beach. Có hai nhánh thi đấu, nam và nữ, từ các nước như Pháp, Nhật, Australia, Brazil, Costa Rica, South Africa, Mỹ, vân vân. Cảm giác tung người trên không cùng chiếc xe đạp hay ván trượt, hay lướt những ngọn sóng đại dương ồ ập tràn bờ là những cảm giác ít ai có. Thật là căng thẳng, tôi cứ luôn cắn móng tay, đau bụng và run rẩy vì căng thẳng quá, nhưng cũng rất vui và thách thức chính mình, vui và sợ cùng một lúc. Cô Sophie lướt sóng từ lúc 5 tuổi. Các vận động viên thi đấu các môn thể thao hành động như lướt sóng đòi hỏi sự chú tâm và rèn luyện cao độ. Họ không những phải biết nguồn chảy của nước, hướng gió, độ mạnh của sóng, mà phải canh đúng thời khắc để bật dậy trên những ngọn sóng một cách ngoạn mục mà chỉ có họ mới cảm giác được.